đầu tiên hôm nay chương trình sẽ là cây Yamaha U1G. Hiếu cũng đã từng chia sẻ với các bạn là Hiếu đã từng chơi một cây U1G trong phòng làm việc của mình cũng rất là lâu. Và cũng rất là lâu, và Hiếu muốn rằng là các bạn sẽ cảm nhận âm thanh của cây U1G. Và Yamaha U1G với âm thanh của nó sẽ có một cái gì đó rất là đáng để chúng ta quan tâm. Và xin mời các bạn. Có chơi sai sót một chút, vâng, sai sót một chút. Thế nhưng mà câu chuyện cái sự sai của Hiếu này thì nó cũng không làm giảm đi nhiều lắm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái sự mà hết sức là đáng yêu của cây đàn U1G này, hết sức đáng yêu cây đàn U1G này. Vâng, bây giờ mời các bạn nghe 88 phím của cây đàn. Vâng. Tuyệt vời. Vâng. Tuyệt vời các bạn. Vâng. Không có gì để chê nó cả. Vâng, mời các bạn xem cận cảnh chữ Yamaha. U1G thì sản xuất ở khoảng những năm cuối năm 60 đầu 70. Vâng, thế nên rằng là các bạn sẽ thấy rằng là nó không thật sự là phải rất là đẹp, long lanh thì rất là khó. Thế nhưng mà
với cây này thì em nghĩ là còn còn rất được, và cái tính trang trí của nó cũng còn rất được. Và đấy, chúng ta cùng xem cái phần bên dưới của cây đàn. Và mời các bạn xem ba cái bên đàn đó, ba cái bên đàn này đấy. Đấy, rất là đẹp đúng không các bạn? Đây, bên trong này. Vâng, các cái đầu dây rất là sạch đẹp. Vâng, đây. Cái ngựa, vâng, của cái đồng G, các bạn thấy người ta làm thành những cái vai như thế này. Đấy, để tối ưu nhất cái chiều dài của cái dây đàn. Tối ưu nhất chiều dài dây đàn. Vâng, đây. Con ngựa này, với các cái dây như thế này. Đấy, các cái thanh chuyền này. Đấy, cái đời này người ta làm bằng cái ống thép như thế này. Vâng. Vâng, tôi thấy cái bên anh gọi là giảm âm đấy, làm cái cách tăng này rất là dễ làm. Các bạn khi mà thấy nó hơi hơi kém một chút, các bạn tăng một chút thôi, chỉ vặn kẽ là được. Vâng, rất đơn giản. Đấy, chúng ta sẽ chuyển nó đây. Vâng, cái đầu hồi đấy, không có cái đặc điểm gì đặc biệt khó cả. Đấy, rất dễ đúng không các bạn? Vâng. Đấy. Chúng ta xem cái nắp hộp. Đấy. Đây. Đấy. Cái nắp này. Rồi. Rất tuyệt vời không các bạn? Mời các bạn xem cái phần sao bót này. Và cái đồng G này thì nó cũng lâu rồi, nên các bạn nhìn thấy là cái đằng sau là người ta làm rất kỹ, 1, 2, 3, 4, 5 cái cột trống, E, rồi F, rồi đến G, rồi đến H. Nhưng mà sang đến dòng H là các bạn thấy chỉ còn 4 cái cột trống này thôi. Đấy, họ đã rút gọn lại. Đấy, người ta làm, xuyên như thế này, rất là tốt. Và như vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm với cái sao bót này. Và chúng ta cùng trở lại với bên trong cây đàn. Và chúng ta cùng xem đây cái chốt pin. Rồi, chốt pin đều như thế này. Đấy, hiếu sẽ cho cái pedal này xuống. Rồi, đấy, các bạn nhìn thấy dễ hơn đúng không ạ? Đấy, cái chốt pin này đều. Vâng, đấy, U1G 1267137. Vâng, chúng ta cùng xem luôn. Hai cái đầu búa này các bạn thấy rất chặt. Và rất là chặt nha các bạn nhé, nhất là đoạn giữa này chúng ta kiểm tra vuốt đi, nếu mà nó lỏng các bạn biết ngay, nó thấy lắc lắc rất là mạnh. Đấy, đây, đây rất chặt. Đấy, các bạn cũng nên nhớ là dùng úp cái móng tay này, chứ cái đừng vuốt thế này, nó ma sát nó kỹ là nó làm xô cái búa không tốt đúng không ạ? Chúng ta chỉ mắc bằng cái đầu móng tay thôi. Đấy. Đấy, chúng ta xem luôn cả cái chặn âm. Đây các bạn nhìn thấy cái chặn âm này, cái chặn này. Đấy, còn rất là tốt. Vâng. Đây. Rồi các bạn xem. Vâng, da dạ lò xo dây co. Đấy. Vâng. Rất là đều các bạn ạ. Tôi không dám nói rằng là nó mới hoặc là nó gì đó thật là sáng choang hay long lanh gì, nhưng mà nó đều, và nó đều và nó cũ theo thời gian ở cái mức mà chúng ta thấy yên tâm. Vâng, rất yên tâm đó. Đây các bạn thấy rất yên tâm qua cái đánh giá chất lượng của cái hiệp hội piano đã qua sử dụng của Nhật. Khi mà bên họ xuất khẩu một cái đàn piano thì họ đều đánh giá lại, mục đích là để xác định được cái giá tài chính khi họ bán cho mình. Đấy là một mục đích. Mục đích thứ hai nữa là để trong quá trình xuất nhập khẩu thì đây là cái đánh giá chất lượng để mà thông quan, để mà hải quan họ cũng nhận định đây là một cái sản phẩm như thế nào. Đấy, và sau đó là để cho người mua nhập khẩu đấy, xác định được cái chất lượng của sản phẩm khi họ nhập khẩu. Đó. Thì với cái đàn này các bạn thấy là sản xuất năm 1971 và được sản xuất tại Nhật với body B, key B cộng, pin A, action A và sao bót A. Vâng. Ba cái tiêu chí quan trọng nhất, chốt giữ dây máy và hộp cộng hưởng đều ở ngưỡng rất là tốt là A. Và với các bạn dự kiến mua một cây U1G hay mua một cây đàn Yamaha ở phân khúc vừa phải thì hãy nghĩ đến cây đàn này.